Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tùng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái kỹ năng vô cùng quan trọng, đó là kỹ năng gọi là quản lý tài khoản quảng cáo. Thì hiện giờ Facebook đã thay đổi rất là nhiều và việc share tài khoản quảng cáo cá nhân gần như là sẽ không share được đối với những tài khoản quảng cáo mà chúng ta đã xác minh danh tính. Chúng ta chỉ share được tài khoản quảng cáo cá nhân cho nhau ở những cái con via mà chưa xác minh danh tính lần nào. Ví dụ ở đây thì mình có hai con via, đây là hai con via chưa xác minh danh tính mọi người nhé. Cao quali đây. Đấy, mình sẽ vào cái phần chất lượng tài khoản quảng cáo để cho mọi người xem. Mình có hai con vi ở đây, mình sẽ làm ví dụ cho mọi người xem để có thể mọi người biết rằng là việc xác minh danh tính nó sẽ khác một chút là share tài khoản quảng cáo. Đây, ví dụ hai con vi này là hai con vi mới tinh, chưa xác minh danh tính thì Huỳnh A này và Thành Thành này, thì có thể share được tài khoản quảng cáo. Tức là sao? Tức là mình sẽ kết bạn cái con vi này cho cái tài khoản quảng cáo. Ví dụ con viên này là con viên có tài khoản quảng cáo muốn share đi thì sẽ share từ cả, nếu như share từ tài khoản quảng cáo này, ví dụ mình sẽ vào tài khoản quảng cáo này nhé và phần cài đặt tài khoản quảng cáo này và share cho một con viên mà đã xác minh danh tính rồi thì gần như là sẽ không share được. Anh em ví dụ ở đây mình sẽ thử xem. Sẽ mở thêm một cái con viên khác, ví dụ đây là một con viên chất lượng tài khoản này. Mình sẽ làm nháp cho anh em trước, cho anh em xem. Thì với cái con viên mà đã, ví dụ con viên này là con viên đã xác minh danh tính này. Đấy. Hoặc là con viên kháng 902 thì chúng ta sẽ không thể nào share tài khoản quảng cáo cho con này được. Thì mình sẽ làm ví dụ cho mọi người xem. Mình sẽ vào tài khoản quảng cáo này. Vào trang cá nhân và kết bạn nhé. Đấy. Trong thời gian chờ đợi thì mình cũng kết bạn với các cái con này luôn. Đây, kết bạn với con tài khoản quảng cáo cần xe này. Thành Thành này, thêm bạn này. Thu An này. Thêm bạn này. Đó. Thì sau đây chấp nhận này, xác nhận và đây cái con này thì là đã xác minh danh tính này thì bạn rồi ok đấy, thì bạn sang bên đây chấp nhận, chờ chấp nhận thôi. Đâu thế nhỉ? Rồi xác nhận. Ok, thì khi đã xác nhận ba cái người bạn này rồi thì mình sẽ vào cái nick Facebook này để mình share. Thì đầu tiên là share cái tài khoản quảng cáo. Ví dụ đây mình sẽ thêm người, thêm cái con đầu tiên là con đã xác minh danh tính tên là Thiên Chí. Đấy, con này share vào quản trị viên chẳng hạn, xác nhận. Đấy thì mọi người thấy không? Nó không cho chúng ta share. Nhưng mà đối với cái con khác, con này tên là gì đây? Thành Thành, mình sẽ share cho con Thành Thành. Vào Thành Thành quản trị viên xác nhận thì nó share được. Đấy mọi người thấy không ạ? Thì ở đây cái việc share tài khoản quảng cáo cá nhân chúng ta sẽ chỉ share được cho những cái con viên mà chưa xác minh danh tính mà thôi. Đấy. Tiếp theo là con Huỳnh Thu An này, Huỳnh Thu An thì share vào đây. Đấy. Và cái việc quản lý và backup cái dàn tài khoản quảng cáo của chúng ta sẽ gặp một số vấn đề khác, khó khăn khác nếu như chúng ta không biết cách làm. Ở đây mình sẽ hướng dẫn. Thì ở đây các bạn cần, thứ nhất là nếu như các bạn có một dàn tài khoản quảng cáo, nhiều tài khoản quảng cáo con thì các bạn cần share, đó chính là share cho những cái con tài khoản chưa xác minh danh tính bao giờ, được không ạ? Chưa xác minh danh tính bao giờ. Và các bạn cần share thêm một cái nữa, đó chính là tài khoản quảng cáo 273 hay là tài khoản quảng cáo kích xác minh danh tính. Thì ở đây cái con này là cái con tài khoản quảng cáo kích xác minh danh tính này, thì mình sẽ vào phần thế nào là tài khoản quảng cáo kích xác minh danh tính. Là tài khoản quảng cáo mà khi chúng ta vào trong trình quản lý quảng cáo, cái chỗ set campaign ấy, của cái tài khoản quảng cáo cá nhân của con viên đấy. Đây, ví dụ như này. Đó, thì nó có cái nút xác nhận danh tính ở đây. Có cái nút xác nhận danh tính ở đây anh em nhé. Nó phải có cái nút xác nhận. Ví dụ con này thì không phải này, con này không phải thì mình sẽ chọn con khác. Đây con này đi. Đó, nó có cái xác nhận danh tính này thì nó mới phải anh em nhé. Thì nó mới là cái con viên kích xác minh danh tính là cái đó có một xác nhận danh tính này thì chúng ta sử dụng những cái nick này thì chúng ta mới có thể là chạy
xác minh danh tính cho những con view mới này. Trường hợp con view mới này nó bị đai, thì ở đây mình sẽ phải xem lại vào cái tài quảng cáo, và chúng ta sẽ phải vào cái đây tài khoản này, và chúng ta sẽ tiếp đây mình sẽ share thêm người, thêm con Thành Thành vào đây. Thành Thành cho là mọi người phải nhớ là share quản trị viên thì chúng ta mới có thể là khi bị xác minh danh tính thì chúng ta mới có thể xác minh được. Tại sao lại phải thêm vào? Thì Huỳnh Thiên An, tại sao phải thêm vào? Thì khi các bạn thêm vào nhé, thì cái con view này, thông thường cái con view cái bước đầu tiên này, những cái con view mới tinh này, con view mới tinh như này mà nó bị xác nhận danh tính, thì cái lần đầu tiên các bạn xác nhận danh tính rất là dễ, các bạn chỉ cần bấm xác nhận danh tính, các bạn gửi phone lên là xong, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì như nếu như các bạn xác nhận bị xác định danh tính nặng, bị vô hóa và xác định danh tính nặng, các bạn bấm trực tiếp thì thường là nó sẽ không về. Đấy, các bạn bấm trực tiếp thì nó không về, thì cho nên là các bạn cần phải có một cái tài khoản kích xác minh danh tính thì các bạn xác minh danh tính nó mới thành công được và nó dễ về. Thì đây gọi là phương án dự phòng, phương án backup cho các bạn. Nếu như các bạn không có thì các bạn sẽ làm rất khó. Đây trường hợp này thì mình sẽ xóa đi, xóa cái tài khoản mà bị vô hóa đi cho nó đẹp anh chị em nhé. Đấy, ok. Đấy, xóa đi Huỳnh Thiên An, Huỳnh Thị Thu An này. Đấy. Mọi người lưu ý là cái việc xác minh danh tính bây giờ là xác minh danh tính lần đầu nó cũng rất là dễ. Anh chị em chỉ cần ấn xác nhận danh tính và gửi phôi như cái video trước, video hôm qua mình chia sẻ với anh chị em là anh chị em có thể xác minh được. Còn nếu như anh chị em xác minh danh tính lần thứ hai thì rất dễ là chúng ta ấn trực tiếp nó sẽ không được. Đấy. Thì nó sẽ bị cái tình trạng đai, vậy nên là các bạn cần phải có chuẩn bị, các bạn cần phải có chuẩn bị cái con view để các bạn có thể làm. Ví dụ con view tới phương án dự phòng thứ hai, và khi bị xác minh danh tính lại lần thứ hai thì các bạn sẽ phải nhờ những cái con view kích xác minh danh tính thì nó mới có thể ok. Còn ở đâu có thể mua được con view kích xác minh, tài khoản kích xác minh danh tính này thì thực sự là bây giờ cái tài khoản này nó rất là hiếm, vậy nên là bạn nào cần thì có thể inbox cho mình, thì mình có thể share cho các bạn thôi. Cái này thì cũng sẽ hạn chế thôi, bởi vì nếu như share quá nhiều nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng của chính là bị đai và chúng ta không thể làm gì được. Đấy, ok. Đó. Rồi ok, thì video này mình xin chia sẻ với anh em cái phương án là ở đến đây thôi. Thì đây là cái phương án dự phòng để cho anh em share tài khoản. Thì anh em nếu như anh em muốn có cái dàn tài khoản quảng cáo thì anh em cần bị đây. Share vào đây. Ở đâu share vào đây. Thì mình thử share những cái khác xem nhé. Mình sẽ thử share những cái tài khoản quảng cáo khác. Ví dụ mình sẽ mở cái tài khoản quảng cáo và thêm cái tài khoản con cầm này là này đi, xem con này có nhiều. Đây ví dụ vào cái tài khoản này đi thì mình kết bạn cái đã, kết bạn mình thì thu hàng. Xác nhận xong mình sẽ vào cái tài khoản quảng cáo. Ở đây mình sẽ vào tài khoản quảng cáo là xem nào. Đây đi, vào tài khoản quảng cáo này đi. Đó thì sau đó thì mình sẽ share. Thì ở đây anh chị em có thể đây cần thêm người, mình thêm vào nhé. Thu An đúng không nhỉ? Huỳnh Thị Thu An, nhờ quản trị viên luôn. Đấy. Đấy, ok, nó cho chúng ta xem. Thì ở đây nó chính là một cái phương án mới để cho anh chị em nếu như nhận sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân dạng xe. Ok, xin chúc anh em xin chị em thành công. Nếu như anh chị em gặp khó khăn gì có thể inbox trực tiếp cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.